anh giới thiệu cho nhóm Khang hả? Win đề xuất. Sao? Ờ, nhưng mà mấy anh em thấy cái vai rất là hợp với Ngân Nga cho nên là mấy anh em cũng chốt luôn. Sao chính chủ ngại vậy trời? Ồ, có nước uống nha. Có, đây là. Bé đánh trong lại còn yếu nghề quá. Mọi người cho mình thấy anh dần tự nhiên. Anh đã muốn đưa em lên thuyền. Bởi vì mấy lâu nay gần đâu. Sao giờ mới được nhìn thấy nhau. Tạm lòng những ngôi sao ngoài kia chắc có ai lọt vào thương mắt anh. Xứng tầm là một ngôi sao ở tận trên cao đấy. Là sinh nhật của đội trưởng Trần á, của người tình đầu tiên của mình trong chương trình á, thì mình có dành lời chúc gì chưa? À, chính vì là người tình đầu tiên của mình nên là những điều đặc biệt nhất mình chỉ nói với một mình bạn ý. Nói chưa? 2 giờ sáng nay là vẫn còn đang duyệt trên sân khấu, đang ngồi phúc ra. Nào, con chào bạn. Chúc mừng sinh nhật nha. 2 giờ sáng. Thế phản ứng lúc đó của người ấy như thế nào? Em cảm ơn nhé. Là cách giao tiếp của hai người là Phúc không biết là có phải Phúc là một trong những người mà chúc mừng đầu tiên không, không nhưng mà Phúc nghĩ là có thể là một trong những người đầu tiên tại đấy. Trong chương trình mình cũng có thêm một cái thuyền nữa với quân AB đó. Cũng rất là vui, rất là vui tại vì Quân AP là một chàng trai mà Phúc vô cùng yêu mến, rất là dễ thương, rất là boy phố, kiểu rất là nhiệt tình, và đặc biệt là rất là kiểu dễ thương vô cùng, nên là lúc nào gặp là cũng thích trêu à. Nhà hoàng tử cũng gọi là trêu lại mình cũng không kém, nhưng cũng rất là thích Quân AP. Nếu chọn một trong hai thì mình chọn ai, tình đầu hay tình cuối? Trời ơi, mọi người đừng có bắt chọn. Phúc sẽ học hỏi cho em gái của mình. Trẻ con mới chọn, người lớn mình lấy hết. Ủa, em gái mình là? Thủy Tinh. Ok. Bây giờ là 2 người thôi, 3 người Phúc lấy hết luôn. 3 người, có người thứ 3 chưa? Có ứng cử viên thứ 3 chưa? Ok, đợi. Tại là mới có thái tử và hoàng tử thôi. Gu hoàng gia quá ha. Ok. Mấy mùa trước luôn. Từ hồi hai đứa nãy còn thanh xuân vườn trường á. Ờ, trường Phái Dương đó, anh với Win với Nomi nè. Mấy năm rồi ta? Cũng 7-8 năm rồi hả? Trường nó cũng thường vậy là hot á. Hot YouTube. Hot YouTube nha. Gần chục triệu view nè. Sao quan tâm anh ấy? Hai bến nó hiện ra đó. Khang ơi, mình giới thiệu về khách mời của nhóm mình hôm nay đi ạ. À, hôm nay là chị My nha. Chị My là người mà anh Win đã giới thiệu cho chị Ngân Nga. Đúng rồi. À. Ngân Nga, phiên bản. Nói chung là nữ chính mà hát cho Ngân Nga là phải tên My. À, đúng rồi. Đúng không? Cũng không My, mà bây giờ là Nao My. Trời. Là anh Win giới thiệu cho nhóm Khang hả anh Win ơi? Anh giới thiệu cho nhóm Khang hả? Win đề xuất. Sao? Ờ, nhưng mà mấy anh em thấy cái vai rất là hợp với Ngân Nga cho nên là mấy anh em cũng chốt luôn. Sao chính chủ ngại vậy trời? Ồ, có nước uống nha. Có, đây là. Bé đánh trong lại còn yếu nghề quá. Mọi người có gì? Hello anh. Anh ơi, anh còn nhớ đầu chương trình á, mình được chấm điểm DNA không? Xong bây giờ bữa nay là bữa cuối của chương trình rồi thì mình chấm lại để thử coi là mình đã tăng hay giảm bao nhiêu ha? Thôi là... Về visual thì mình được bao nhiêu điểm? Thì không nghĩ rằng là... không nghĩ là chắc cũng sẽ không nhiều điểm lắm. Mình ra điểm bao nhiêu trên 100? Không điểm. Không điểm luôn. Ồ, hôm qua tình cờ là Hiếu thứ 2 cũng trả lời câu y chang như vậy. Là... Thì không, thì tôi nghĩ rằng là tại trong chương trình này cũng có tất cả các anh trai mọi người đều muốn kiểu đây là được tiếp Phúc vào một cái chương trình mà kiểu không thể anh trai nào cũng siêu đẹp trai ấy. Kiểu bình thường mình nghĩ rằng là ôi chắc mình cũng ưa nhìn vài trong này kiểu không bị sốc không điểm. Vậy còn khả năng làm việc nhóm của mình là bao nhiêu ạ? Nghĩ rằng là khả năng là mình nhóm của mình cũng nghĩ rằng là mình cũng là một cái người mà cũng rất là tận tình và cũng trộm vía chăm chút mọi người, chăm chút anh em, và Phúc cũng nghĩ là cho mình là trên trung bình ba luôn. Ok, không có mà điểm luôn cố gắng làm tốt tất cả những công việc của mình.
Vậy sự dũng cảm sau chương trình này là bao nhiêu điểm? Phương Thủy thì Phương nghĩ rằng là sau chương trình thì Phương mới thấy rằng là Phương mới thấy được rằng mình cũng gọi là kiên cường hơn mình nghĩ. Tại vì thực ra khi mà vào đến chương trình thì thực tế nó có những lúc mà có những ý kiến như thế này, những ý kiến của Phương cũng nghĩ là mình cũng khá là có một cái tinh thần khác để có thể vượt qua tất cả mọi thứ, và cũng như là biết cái tinh thần một cái đầu thật là chắt lọc tất cả những cái ý kiến đó để tiếp thu hay là không có quan tâm gì đó. Không nghĩ rằng là với anh Trang thứ hai thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Vậy còn cái bộ kỹ năng chính là hát, rap, nhảy thì như thế nào? Chắc chắn là Phúc đã thực hiện thử hết cả ba kỹ năng ở trong chương trình của mình. Hát là chắc chắn rồi, rap Phúc cũng đã thử rồi, mà cái lần đầu rap đầu tiên trong đời Phúc không rap bình thường, Phúc fast flow luôn. Ông rất được mọi người trộm vía, rất là yêu thích. Nhảy Phúc cũng nghĩ rằng là mình cũng trộm vía, tại vì thực ra với cái kinh nghiệm mà mình đã đi học 3-4 năm thì mình cũng là một cái người mà kiểu tiếp thu và cũng như là làm những cái động tác cũng khá là trộm vía, là nhanh nhẹn hoạt bát tuyển chuyển. Ngoài cái kỹ năng đó ra, hình như sau chương trình anh còn có một thêm cái title mới là đạo diễn sân khấu thì vậy. Thì đúng mình tại vì thứ là ngày xưa thì là Phúc có học xây dựng khoa kiến trúc thiết kế nội thất, nên là mình cũng gọi là cũng rất là yêu thích về cái môn gọi là vẽ vời, thiết kế sắp đặt cái kia. Thì với anh trai C2 như Phúc quả đã chia sẻ ban đầu là khi mà mình bước vào anh trai C2 thì mình muốn và rất là mong muốn rằng là có thể thỏa cái sức đam mê của mình với sân khấu, với tất cả những cái màn trình diễn, cùng với cả cái rất là mê K-pop của mình nữa, hay là mình áp dụng hết anh như vốn liếng tinh hoa chích tá mà mình dồn hết vào anh trai C2. Sau đêm chung kết đó, thì mình đã tìm ra Best Five á, thì cái đội hình Best Five này đối với Phúc như thế nào và mình có cái sản phẩm gì với nhau không hả? Tôi nghĩ rằng là nó rất là đúng với cái tên là Best Five. Best Five là mỗi người kiểu đều kiểu super best, kiểu mỗi người đều rất là hay. Nên tôi nghĩ rằng là rất là vui, rất là may mắn khi là làm một trong những thành viên trong Best Five, và cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thôi thì Best Five sẽ có thể cho ra mắt ít nhất là một cái sản phẩm debut của nhóm đầu tiên để gửi đến quý vị khán giả. Mọi người hãy cùng chờ đợi cái sản phẩm đó. Hôm nay là sinh nhật của đội trưởng Trần á, của người tình đầu tiên của mình trong chương trình á, thì mình có dành lời chúc gì chưa? Chính vì là người tình đầu tiên của mình nên là những điều đặc biệt nhất mình chỉ nói với một mình bạn ý. Nói chưa? 2 giờ đêm, 2 giờ sáng nay là vẫn còn đang duyệt trên sân khấu, đang ngồi Phúc ra. Nào, con chào bạn. Chúc mừng sinh nhật nha. 2 giờ sáng. Thế phản ứng lúc đó của người ấy như thế nào? Em cảm ơn nha. Là cách giao tiếp của hai người này. Là... Phúc không biết là có phải là Phúc là một trong những người mà chúc mừng đầu tiên không, nhưng mà... Phúc nghĩ là có thể là một trong những người đầu tiên tại đấy. Trong chương trình mình cũng có thêm một cái thuyền nữa với quân AB đó. Cũng rất là vui, là rất là cũng thấy rất là vui, tại vì quân AB là một chàng trai mà Phúc vô cùng yêu mến, rất là dễ thương, rất là boy phố, mà kiểu rất là nhiệt tình, và đặc biệt là rất là kiểu dễ thương vô cùng, nên là lúc nào gặp là cũng thích trêu. Hoàng tử cũng gọi là trêu lại mình cũng không kém, nhưng cũng rất là thích quân AB. Nếu chọn một trong hai thì mình chọn ai, tình đầu hay tình cuối? Trời ơi, mọi người đừng có bắt chọn. Phúc sẽ học hỏi cho em gái của mình, trẻ con mới chọn, người lớn mình lấy hết. Ủa, em gái mình là Thủy Tinh. Ok, bây giờ đấy là 2 người thôi, 3 người Phúc lấy hết luôn. 3 người, có người thứ ba chưa, có ứng cử viên thứ ba chưa? Không biết nữa. Ok, đợi tại là mới có thái tử và hoàng tử thôi. Gu hoàng gia quá ha. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rap Việt 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần, từ ngày 25 tháng 8.